Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục kiến thức xây dựng của Bút Mực. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về kết cấu sắt sàn mái tầng 1 của ngôi nhà 2 tầng rưỡi có kích thước là 4,5m x 16m chiều dài. Đấy, các bạn thấy đây là kết cấu sắt tầng 1. Chúng ta cùng xem ngôi nhà này thì làm như thế nào. Ngôi nhà này được áp má vào một bên, áp má vào ngôi nhà đã xây dựng 3 tầng đằng trước và 4 tầng đằng sau, và một bên là đang bắt đầu tiến hành xây dựng móng. Thế thì ngôi nhà này thì các bạn nhìn sơ bộ là cái dầm bo được bố trí đi toàn bộ là sắt phi 18 các bạn, với kết cấu là bên dưới 3 cây và bên trên 2 cây tại các vị trí dầm và đầu cột, thì được gia cố thêm một đoạn. Đây là vị trí điểm cuối. Các bạn, chúng ta cùng xem và cùng đánh giá nhận xét về cái kết cấu của ngôi nhà này. Sắt cột của ngôi nhà này cũng được bố trí là sắt 4 cây phi 18 các bạn. Đây, tại các đầu dầm trên thì các bạn thấy là cái dầm ngang thì được thiết kế là 3 cây phi 18 bên dưới và 2 cây bên trên. Tại các điểm đầu thì có gia cố thêm cái sắt phi 18. Đai thì dùng đai phi 6 và đan A150, các bạn thấy là đều như nhau. Đai gia cường là chúng ta không thấy, đơn vị này thì thường các ngôi nhà thì khoảng cách 1/4 cái dầm này thì được bố trí cái đai tăng cường đan khoảng A100 đến A120, chúng ta thu nó ngắn lại vì tại những điểm này nó chịu lực nó nhiều hơn thì các đai được thu ngắn lại. Chúng ta cùng quan sát thì thấy là điện nước thì chưa hoàn thiện, đang được bố trí điện nước, thợ điện nước đang lắp điện nước hoàn thiện để chờ đổ trần. Ván be thì cũng đã được be xong. Toàn bộ sắt thì lớp trên, các bạn, lớp trên ngôi nhà này thì được bố trí hai lớp thép. Thép sàn được bố trí hai lớp thép phi 10, đan A150. Như các bạn thấy lớp trên có bẻ mỏ cũng khá cẩn thận. Đây là vị trí đầu cột của sàn tầng lệch. Chúng ta nhìn ra thì thấy thép, chúng ta thấy là hệ thống cột và dầm. Cầu thang của ngôi nhà này cũng được bố trí 3 nhịp thì lên đến sàn tầng lệch. Và một nhịp tiếp theo thì lên đến cái sàn trên phía trước. Thang thì được bố trí một lớp, các bạn thấy là nhìn chung là chúng ta thấy là lớp thép D10 đan cũng khá là dày với khẩu độ khoảng 1m2 thì nhịp cầu thang này cũng khá là rộng. Nhịp cầu thang này thì chúng ta hoàn thiện vào nó rơi vào khoảng 1m25 các bạn, thế là đi lại cũng khá là lý tưởng rồi. Nhịp cầu thang lên tầng trên. Cô công nhân này đang tiếp tục hoàn thiện lốt cái phần buộc thép còn lại. Dầm, chúng ta thấy cái dầm của cầu thang đua ra. Như vậy là dầm cầu thang và cái ô nhà tắm bên trên được bố trí bê tông đổ trần âm. Hệ thống sắt sàn chúng ta thấy là bên dưới đổ trần âm. Dầm lối gian chống xé thì sắt chờ lên cầu thang các bạn. Đây là dầm ngang. Dầm ngang thì bên dưới vẫn được bố trí là 3 cây
3 cây vào bên trên, 2 cây và gia cố, điểm đầu dầm được gia cố, kéo dài, thép gia cố ra. Đây chúng ta đo thì thấy là nó rơi vào độ 15-16, tức là A150, A160. Như vậy là với lượng thép D10 mà đan 2 lớp A150 như vậy là cũng khá là ổn các bạn. Đây tại các vị trí đầu cột thì những đầu cột này thì vẫn thanh sắt cột thì vẫn hai cây đi bên ngoài và dầm đi bên trong. Do là kẹp khe các bạn. Vị trí cột này cũng vậy. Với cái thép D10 này của chúng ta thì chúng ta thấy là nó 1 mét thì nó rơi vào khoảng 0,617 kg, tức là 6 lạng 1, nó phải gần 6 lạng 2 1 mét. Và cái thép phi 18 của chúng ta thì nó rơi vào khoảng 2 kg cho 1 mét. Thép văng thì được bố trí là một lớp, các bạn thấy một lớp thép văng, chúng ta nhìn nó vào khoảng độ A120, dầm cung son ra thì cũng vẫn là thép D18. Đây là dầm phía trước các bạn. Còn dầm ngoài văng thì chúng ta nhìn thấy 3 cây phim 18. Cái dòng đơn 3 cây D18. Chúng ta cùng xem, chúng ta các bạn hãy cho ý kiến đánh giá với kết cấu nhà 2 tầng rưỡi như thế này thì hệ thống kết cấu thép thì chúng ta nên tăng cường những cái gì và nên giảm những cái gì để đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả cho những công trình tiếp theo, để chúng ta có những cái rút kinh nghiệm để chúng ta nhìn nhận và thi công nó nhanh hơn, nó giảm được chi phí hơn. Bạn chúng ta thấy cái ô nhà tắm cũng được bố trí khá là rộng, âm cũng vẫn là đi 2 lớp thép. Vậy lớp thép này, hệ thống thép này thì các bạn thấy là thép sàn được kê bằng viên đá xẻ, không có chân chó và kê bằng đá xẻ. Lớp trên thì đơn vị thi công chắc đổ bê tông đến đâu thì sẽ nhấc lên đến đó.
Rồi bút mực xin cảm ơn các bạn đã ghé xem. Xin chào và tạm biệt các bạn. Rất mong nhận được những ý kiến đánh giá, đóng góp và nhận xét của các bạn. Xin tạm biệt các bạn.